Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp cuốn tiểu thuyết Võ Tắc Thiên. Nhà vua đã hứa hẹn nếu Hoàng Nam ra đời thì trước sau gì ông cũng tìm cách phong cho Võ Tài Nhân ngôi chính hậu. Sự vui mừng này không được toàn vẹn, bởi cũng từ đó trở đi, Vương Hoàng hậu đột nhiên trở thành lạnh nhạt. Hai người vẫn xưng hô tỷ tỷ muội muội, ra vẻ tha thiết, nhưng thật sự ánh mắt đôi bên đã lộ rõ toàn bộ suy nghĩ ra ngoài. Võ Tài Nhân một mực kính nhường Vương Hoàng hậu, nhưng đồng thời mỗi cái nhìn đều toát ra vẻ hăm dọa, đại khái như muốn truyền lời rằng: ta đây đã có con trai, thì nhà ngươi sẽ biết họ Võ này như thế nào. Còn ánh mắt của Vương Hoàng hậu nửa ganh tị, nửa tức tối. Bà ta hết sức hối hận vì đã ngu dại rước đại tình địch vào nhà. Mối hiểm họa của Tiêu Thục Phi bây giờ chỉ còn là một nửa so với sự nguy hiểm mà Võ Tài Nhân sắp đem tới. Ngôi vị của bà đã bắt đầu lung lay. Một lần nữa, triều đình nhà Đường nổi cơn phong ba khi Cao Tông triệu Trưởng Tôn Vô Kỵ vào cung phán bảo. Võ Tài Nhân có công lớn trong việc nối dõi họ Lý của trẫm, là mẫu nghi của Hoàng Thái Tử, thì không thể giữ mãi thân phận thấp hèn. Do vậy, trẫm định phế bỏ Vương Hoàng hậu, thay vào đó thằng Võ Tài Nhân lên làm Hoàng hậu cho chính danh. Khanh có điều gì phản đối không? Trưởng Tôn Vô Kỵ vốn tự hào là người dũng mãnh và mưu trí, nhưng lại quá thật thà, tin tưởng tuyệt đối vào vương pháp. Rốt cuộc ông ta bị Vương Hoàng hậu lập mưu qua mặt, bí mật đón Võ Tài Nhân về, đặt ra sự việc đã rồi. Lòng tức hận chưa nguôi, bây giờ lại nghe Cao Tông nói đến việc phế bỏ người này, đưa người khác lên, thì quả không còn chịu đựng được nữa. Vị đại thần đứng đầu chính sự đường vội vén áo bào quỳ xuống, dập đầu thưa rất cương quyết: hạ thần không sợ chết, xin tâu với bệ hạ một điều. Theo lệ của triều đường thì chúng ta bất cứ vị hoàng hậu nào muốn tôn lập đều phải có sự đồng thuận của hội đồng tư vấn tối cao. Như vậy ngôi vị ấy không thể tự tiện thay đổi, trừ khi có tội nặng. Trước kia bệ hạ giữ nguyên thân phận Tài Nhân cho họ Võ đã là quá lắm rồi. Nếu nay bệ hạ thăng lên làm hoàng hậu thì e rằng hội đồng của chúng thần sẽ là một nhóm nô tài ô hợp, ngửa tay nhận lương bổng để hợp pháp cho việc loạn luân của bệ hạ mà thôi. Bệ hạ mang tiếng xấu mà chúng thần cũng chẳng còn thể thống gì nữa. Làm thế nào cai trị được thiên hạ đây? Việc này nhất quyết không thể được. Nếu bệ hạ không nghĩ lại thì trước tiên thần sẽ là người trả lại áo mão cho bệ hạ, chẳng thà về quê cho khỏi như xanh. Nghe Vô Kỵ nói khá nặng nề, Cao Tông nhíu mày ra vẻ tức giận. Luật lệ là do con người đặt ra thì con người cũng có thể sửa đổi. Ai là mẹ của Hoàng Thái Tử thì tất nhiên người ấy phải ngồi ở ngôi chính cung, đó mới là luật lệ công bằng. Trưởng Tôn Vô Kỵ liền chật mão xuống, đặt trước mặt Cao Tông, điềm nhiên nói: bệ hạ còn nhớ chẳng, trước khi băng hà, tiền đế đã tha thiết ủy thác giang sơn này cho thần và chữ bộc xạ. Chính bệ hạ khi ấy là thân phận thái tử cúi đầu xin nghe theo. Và chăng Võ Tài Nhân là người thục thị tiên đế, hoàng hậu là người tiên đế đứng ra chủ hôn, lại chính bệ hạ khi lên ngôi xuống chiếu phong làm hoàng hậu, mọi việc đều phải đi đúng với vương pháp triều đường, trăm lần không thể phế rồi lập như thay áo vậy được. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngừng lời để Cao Tông thấm thía lời của mình, mạnh dạn tâu tiếp luôn: tâu bệ hạ, ngay cả khi vương hoàng hậu phạm tội cũng phải cho chúng thần cân nhắc xem xét cẩn thận, đâu thể chỉ vì một ý thích mà bệ hạ có thể phế bỏ dễ dàng như trò chơi vậy được. Tôn lập Võ Tài Nhân lên làm chính cung
không những ngược với luật lệ triều đường, mà còn xem thường cả đạo đức luân lý mà tiền nhân đã xây dựng lên. Vì vậy, nếu thần làm ngư để bệ hạ làm sai trái, thì chính thần là người có lỗi lớn nhất. Bệ hạ có giết chết, thần cũng nhất định không để việc này xảy ra. Cao Tông nghe vậy, biết rằng khó có thể thuyết phục được Trưởng Tôn Vô Kỵ. Mà khi vị nguyên lão đại thần này phản đối, thì hầu hết các đại thần đều phải phản đối. Mọi việc chắc chắn là không thành. Cao Tông tức giận phẩy tay cho thị vệ mời Vô Kỵ ra khỏi cung. Đây là việc vô cùng hệ trọng tới danh dự quốc gia, nên Trưởng Thôn Vô Kỵ không muốn gánh vác một mình. Qua ngày hôm sau, lập tức triệu tập toàn bộ các lão thần thuộc chính sự đường đến cùng nhau bàn luận. Cuộc họp này được giữ hết sức bí mật, chẳng biết ai đồng thuận ai phản đối với việc phế lập ngôi vị hoàng hậu. Nhưng sau đó, tới tấp không biết bao nhiêu sớ tấu bay đến cung cần chính của Cao Tông. Rõ ràng không một lão thần nào chấp nhận việc hợp thức hóa việc loạn luân này. Do vậy dù Cao Tông rất muốn chiều theo ý của Võ Mị Nương cũng phải phân vân. Cái tin này chẳng mấy chốc đã bị tiết lộ, hầu như khắp hoàng cung ai nấy đều biết. Vương Hoàng hậu lo lắng về địa vị lung lay của mình đã đành. Riêng Võ Tài Nhân cũng hết sức hồi hộp bởi đây là canh bạc lớn của nàng. Đến khi biết chắc quần thần không tán thành, Vương Hoàng hậu như chút được gánh nặng ngàn cân, bắt đầu suy tính tới một kế sách khác. Tiếc rằng bà ta lại phạm phải sai lầm lần nữa, đó là toan tính việc liên minh với Tiêu Thục Phi để hạ bệ Võ Tài Nhân, nước cờ đi ngược trở lại. Đối với âm mưu thủ đoạn thì người ta cháo trở rất nhanh. Tiêu Thục Phi vốn căm hận Vương Hoàng hậu thấu ruột gan, nhưng khi được mở lời lập tức tươi tỉnh bằng lòng, bắt đầu chị em với Vương Hoàng hậu ngọt như đường. Thật ra Vương Hoàng hậu có ý định liên kết với Tiêu Thục Phi chỉ là bất đắc dĩ, bởi vì cho đến bây giờ bà mới biết rõ mục đích của Võ Tài Nhân không chỉ muốn thoát khỏi ngôi chùa lạnh lẽo mà còn muốn tranh giành ngôi vị hoàng hậu với bà. Tất nhiên Tiêu Thục Phi rất bằng lòng, tuy trong lòng chẳng ưa thích gì cho lắm. Mối gian hảo nào chỉ là bề ngoài, cho đến khi cả hai nghe tin Võ Chiếu đã hoài thai, cuộc diện đã đổi chiều, dồn tất cả thuận lợi về cho tình địch. Bây giờ sự liên kết mới thực sự mạnh mẽ. Bất cứ có dịp nào gần gũi là Tiêu Thục Phi và Vương Hoàng hậu đều ra sức công kích, nói xấu Võ Tài Nhân. Thế nhưng Cao Tông hoàn toàn bỏ ngoài tai. Trong mắt của Hoàng đế hầu như chỉ còn có mỹ nhân duy nhất là Võ Tài Nhân. 3.000 cung nữ phi tần, thậm chí hàng vạn phi tần cũng không làm cho Cao Tông để mắt tới nữa. Sau này cũng ở đời nhà Đường, thi sĩ Bạch Cư Dị khi nhìn thấy cảnh Đường Minh Hoàng sủng ái Dương Quý Phi cũng đã thốt lên cảm thán bằng một câu thơ trong bài Trường Hận Ca: Tam thiên sủng ái tại nhất thân. Nghĩa là 3.000 cung nữ chỉ sủng ái một người mà thôi. Võ Tài Nhân xin gì nói gì, nhà vua cũng nghe theo, không cần suy nghĩ điều đó có hại như thế nào. Cuộc đấu sức đang diễn ra quyết liệt thì bùng nổ cái tin về Võ Tài Nhân hoài thai. Đến nước này, Vương Hoàng hậu đã mơ hồ nhìn thấy thất bại của mình. Liên minh của bà và Tiêu Thục Phi hoàn toàn bất lực trước sự giảo hoạt khéo léo của Võ Tài Nhân. Thậm chí không ít lần Võ Tài Nhân phản công lại. Thế là Vương Hoàng hậu và Tiêu Thục Phi đều nhận lấy sự trách móc của Cao Tông. Sắc đẹp, tính cách yêu kiều, mãnh lực hút hồn người, cộng với bản chất gian ngoan đã làm cho Cao Tông trở thành mê muội, không còn thay đổi được nữa. Các cung thân thái giám ở hậu cung đều nhìn thấy
cán cân dần dần nghiêng về Võ Tài Nhân, nên tuy bà ta ở chức vụ thấp kém, vẫn được hầu hết tự nguyện xin làm chân tay, kể cả những nô tỳ trung thành nhất của Tiêu Thục Phi và Vương Hoàng Hậu. Tai mắt của Võ Tài Nhân đã bao trùm toàn bộ hậu cung, vì thế có khá nhiều cơ hội để bà ta tấn công. Nhưng Võ Tài Nhân vẫn tự biết Vương Hoàng Hậu xuất thân từ dòng dõi quyền quý, chưa có tội gì nặng nề, được Thái Tông ủy thác cho các đại thần phụ chính. Nếu chỉ dựa vào những lời nói xa gần thì chắc chắn không làm gì nên chuyện, ngoại trừ khiến cho Cao Tông đem lòng ghét bỏ mà thôi. Võ Tài Nhân cần phải có cơ hội lớn mới ra tay. Trước kia đã có lần nàng nói với bọn cung nhân, muốn thu phục được con ngựa trứng chẳng có gì khó khăn. Ta có 3 phương pháp, dùng roi sắt, chùy sắt và dao nhọn. Như vậy bất cứ con ngựa nào, trứng đến đâu đều phải quy phục. Hiện tại nàng chưa thể áp dụng 3 phương pháp ấy bởi vì địa vị của Vương Hoàng Hậu còn vững vàng và chính nàng chưa đủ thân phận để ra đòn sát thủ. Riêng Tiêu Thục Phi thì hầu như không có trong mắt của Võ Tài Nhân. Vương Hoàng Hậu ngã thì Tiêu Thục Phi cũng gục, không cần phải phí sức. Khi Cao Tông nhận được các sớ tấu, biết rằng không một vị đại thần nào bằng lòng phế bỏ Vương Hoàng Hậu và cũng không ai chấp nhận một phụ nữ lấy 2 chồng ngồi vào cái ngai hoàng hậu, Cao Tông đành an ủi người tình. Trẫm rất muốn cho Ái Khanh nở mày nở mặt, thế nhưng việc đã vậy, nếu trẫm khinh suất làm bừa thì e rằng đến cái ngai vàng của trẫm cũng không vững. Ái Khanh có thể nhịn nhục một thời gian, nếu như sinh hạ được Hoàng Nam thì dù có 100 vị đại thần can gián, trẫm đầy cũng cứ phong cho Ái Khanh làm hoàng hậu. Lúc đó việc phế bỏ ngôi vị của vương hậu cũng dễ dàng, chỉ cần lấy cớ không có con là chẳng ai dị nghị được nữa. Võ Tài Nhân là người rất khôn ngoan, nghe Cao Tông nói vậy cũng đành phải thở dài chấp nhận. Bà ta biết rằng thời cơ chưa thật chín mùi, ăn trái chưa chín, lúc này tất nhiên chỉ toàn mùi chua chát mà thôi. Quả nhiên cuộc diện không đứng ở đó. Lời chuẩn đoán của Lý Ngự Y hoàn toàn chính xác. Cuối năm ấy, Võ Tài Nhân sinh hạ một hoàng nam kháu khỉnh, được Cao Tông tự hạ bút đặt tên là Lý Hoàng. Địa vị của bà ta bây giờ không thể ngồi ở cái ghế tầm thường tài nhân được nữa, bởi vì đã là mẹ của thái tử. Tương lai chắc chắn sẽ là mẹ của vị hoàng đế nối tiếp ngai vàng nhà Đường, bởi lẽ không còn ai khác. Thế nhưng Võ Tài Nhân còn khôn khéo hơn, dù đã thừa sức tranh giành ngôi vị với Vương Hoàng Hậu, vẫn không tiến quá nhanh, dễ bị té đau. Theo lời khuyên của Võ Tài Nhân, Cao Tông lấy cớ đã có người nối dõi, thăng bà ta lên chức Chiêu Nghi, tức chỉ sau Hoàng Hậu một bậc. Cao Tông hạ chiếu ban thăng vào tháng 5 năm 651 niên hiệu Vĩnh Huy thứ 2, không thèm hỏi qua ý kiến một vị đại thần nào. Cũng chính sự khôn ngoan của Võ Tài Nhân đã che mắt được các đại thần. Họ cho rằng có lẽ mỹ nhân họ Võ đã thỏa mãn nên không đứng ra can ngăn. Thật ra việc Võ Chiếu từ một tài nhân tầm thường mang nhiều tai tiếng bởi sự loạn luân, bây giờ đã ngồi trên ghế Chiêu Nghi đã là thành công lớn không ai ngờ tới nổi. Thông qua sự việc phản đối kịch liệt của các đại thần mà đứng đầu là 2 tể tướng Trưởng Tôn Vô Kỵ và Chữ Toại Lương, bà ta đã biết con đường tiến tới ngôi hoàng hậu phải từng bước một, không thể nôn nóng mà học việc. Các đại thần không thể can thiệp việc Võ Tài Nhân đột ngột được phong Chiêu Nghi, nhưng toàn bộ nho sĩ thời đó không ngồi yên. Khắp nước nổi lên biết bao lời chỉ trích, phản đối. Họ không nhắm vào quyền hạn của hoàng đế mà dựa vào luân lý đạo đức để lên tiếng.
Nếu việc loạn luân này phổ biến ra xã hội thì riêng mối của cả dân tộc sẽ bị gãy đổ, phong hóa suy vong, còn gì là đất nước Trung Hoa văn minh nữa. Cao Tông được triều thần tâu báo tất cả, nhưng ông ta để ngoài tai. Thiếp của phụ hoàng ông ta còn dám lấy thì dư luận có gì đáng để quan tâm. Đối với Võ Chiêu Nghi, sự nghiệp lớn của bà bước đầu đã hoàn thành, ít nhất cũng vượt mặt được Tiêu Thục Phi. Chỉ cần một cuộc tấn công toàn lực nữa là Vương Hoàng hậu sụp đổ. Tất nhiên, làm gì Võ Chiêu Nghi không nghe những dư luận của các nho sĩ. Thay vì lo sợ, nàng càng đắc ý, bởi như vậy tức là chiếm trọn sự tin cậy của Cao Tông. Tuy địa vị đã vững vàng, Võ Chiêu Nghi vẫn không ngừng chiêu binh mãi mã, làm vây cánh. Có bao nhiêu vàng bạc châu ngọc, nàng đều không giữ làm của riêng, sử dụng chiêu thức bỏ con tép bắt con tôm, vung ra mua chuộc bọn thái giám cung nữ, từ vị quan nhỏ nhất cho đến các đại thần. Chẳng bao lâu Võ Chiêu Nghi đã nắm trong tay một số quan lại có chức vụ, điển hình nhất là hai tên gian thần Hứa Kính Tông và Lý Nghĩa Phổ. Còn một đại thần khác là anh quốc công Lý Tích. Tuy chưa lộ ra mặt là ủng hộ Võ Chiêu Nghi hay chống đối, dù sao cũng chưa thể là đối trọng với Trưởng Tôn Vô Kỵ. Nhưng thái độ lừng khừng của ông ta cũng làm cho Võ Chiêu Nghi rất yên lòng. Trong tình thế mới bắt đầu tiến hành xây dựng phe cánh, như thế cũng đã tạm đủ rồi. Trong cuốn Tân Đường Thư Gian Thần Truyện, hai tên họ Lý và họ Hứa được xếp vào đầu bảng. Như vậy, nếu nói rằng Võ Tắc Thiên là lội nhân thiên cổ cũng chưa đúng hẳn. Không có sự tiếp tay của các tên gian thần, thì dù bà ta có ba đầu sáu tay cũng không thể nào làm nghiêng đổ một triều đại hùng mạnh như nhà Đường. Riêng Lý Tích là một trong 24 vị anh hùng theo phò tá Thái Tông Lý Thế Dân. Chiến công hiển hách, giết người không gớm tay. Tên thật của Lý Tích là Từ Mậu Công, làm quân sư theo Thái Tông trong nhiều năm chinh chiến. Có nhiều tài năng, tiên đoán như thần, đạt nhiều công trạng, nên khi Thái Tông bình định xong thiên hạ, ban cho hắn họ Lý, lấy tên là Tích. Thế nhưng khai quốc công thần Lý Tích lại như cánh buồm, gió chiều nào lập tức theo chiều nấy. Lúc đó Lý Tích đã nắm giữ chức tư không, địa vị không phải là nhỏ. Nắm được hai người này trong tay, Võ Chiêu Nghi yên tâm rằng mình không cô độc trong cuộc chiến lớn sắp tới. Trước mắt là phải hạ bệ được Vương Hoàng hậu, có ngồi trên ghế mẫu nghi thiên hạ, đại sự mới có thể tiến hành thuận lợi theo ý muốn. Võ Chiêu Nghi ẩn nhẫn chờ đợi gần 4 năm sau thì cơ hội hạ bệ Vương Hoàng hậu đã tới. Đó là vào niên hiệu Vĩnh Huy thứ 5. Chẳng biết Võ Chiêu Nghi sử dụng thuốc thang như thế nào mà lại tiếp tục hoài thai và sinh hạ một công chúa. Tuy Cao Tông không mặn mà với việc sinh con gái, nhưng vẫn ban cho tên là công chúa An Định. Võ Chiêu Nghi nhân ngày đẩy tháng con gái, liền tổ chức tiệc tùng hết sức linh đình, mời cả Tiêu Thục Phi lẫn Vương Hoàng hậu. Sở dĩ việc đẩy tháng con gái được Võ Chiêu Nghi tổ chức linh đình trọng thể, khác với bất cứ phi tần nào, là để bà ta khẳng định vị thế của mình, đồng thời khiêu khích cả Vương Hoàng hậu lẫn Tiêu Thục Phi. Rất bực bội, nhưng Vương Hoàng hậu và Tiêu Thục Phi đều phải theo nền nếp hoàng cung đến cung Phúc Tuy thăm hỏi lấy lệ. Cả hai đều dự định là sẽ tìm cách từ chối không tham dự yến tiệc. Đã lâu lắm rồi, khi hai nữ nhân từ bạn biến thành thù mới có dịp nói chuyện với nhau. Họ như hai con thú dữ nhìn nhau đầy ganh ghét, câu nào cũng ngầm châm chọc. Do vậy, việc thăm hỏi diễn ra nhanh chóng, nhưng không khí hết sức nặng nề, bởi Võ Chiêu Nghi nhân dịp này bày ra lắm trò trêu ngươi. Đầu tiên, Võ Chiêu Nghi lấy cớ trong người yếu đuối, không đứng dậy nghinh tiếp. Lẽ dĩ nhiên Vương Hoàng hậu phải gượng gạo miễn lễ, đến tận giường thăm hỏi.
Ngay cả khi nghe Vương Hoàng Hậu định ra về, Võ Chiêu Nghi cũng nhất định không đứng dậy đưa tiễn cho đúng phép. Vương Hoàng Hậu tức quá, cười nhạt nói bâng quơ. Thật chẳng biết thân phận. Bây giờ mới ở ngôi Chiêu Nghi mà đã như thế đấy. Nếu như trời đất xui khiến, sao được làm tới Hoàng Hậu, thì chẳng còn biết kiêu ngạo tới đâu. Cứ mơ tưởng đi, trời đất nào mà u mê bàn tặng cho người xâm đãng làm mẫu nghi thiên hạ. Vương Hoàng Hậu tưởng đâu Võ Chiêu Nghi ít nhất cũng lồng lộn đáp trả câu nói châm chọc của mình. Chẳng ngờ bà ta chỉ cười nhạt, đôi mắt lóe lên một ánh xanh biếc. Điều này chứng tỏ Võ Chiêu Nghi đã hết sức tức giận và đã có ý định độc ác nào đó mà Vương Hoàng Hậu vô tình không để ý. Chẳng biết do nguyên nhân gì, chợt đứa bé khóc ré lên mấy tiếng. Sẵn tiện đang đứng gần, Vương Hoàng Hậu liền cúi xuống, vén tấm màn mỏng lên nhìn mặt, rồi nhân cơ hội ấy lẩm bẩm một câu châm chọc nữa. Giống quá, thật mẹ nào con đấy, mai sau cũng làm mưa làm gió đây. Chẳng hiểu sao Võ Chiêu Nghi vẫn mỉm cười. Nếu nhìn kỹ thì người ta sẽ thấy ánh mắt của bà long lên những tia dữ dội, nhạt nhẽo nói. Bẩm lệnh bà, vì thân thể bất an, không thể làm tròn nghi lễ. Xin lệnh bà đừng chấp trách ạ. Thần thiếp ngày đêm cầu xin trời đất ban cho lệnh bà nhiều sức khỏe, để rồi cũng có một hoàng tử để nối ngôi cai trị thiên hạ. Lời chúc tụng này đánh trúng nỗi đau không có con, khiến Vương Hoàng Hậu hừ một cái đầy tức tối, lớn tiếng hô bọn cung nữ sửa soạn xe kiệu đưa mình về cung ngay. Chẳng mấy lúc mà đã đi xa, Võ Chiêu Nghi chỉ chờ có thế, nàng tung chăn ngồi dậy, dáng điệu hết sức khỏe mạnh. Nhìn quanh thấy các cung nữ dưới quyền mình đều ra trước cửa đưa tiễn Hoàng Hậu. Nàng liền lấy chính tấm chăn vừa đắp ấy, chụp lên mặt Hoàng Nhi, đè thật mạnh. Đứa bé mới đầy tháng tuổi, không thể kêu la được tiếng nào, dẫy đạp vài giây rồi nằm im. Võ Triều Nghi đắc ý nằm xuống bên cạnh, giả vờ mệt nhọc thiêm thiếp ngủ. Hơn canh giờ sau thì bãi triều, Cao Tông hớn hở vào cung thăm hỏi. Nghe thị nữ báo tin Hoàng đế đến, Võ Chiêu Nghi mới uể oải thức dậy, sửa soạn sơ sài lấy lệ, rồi ra trước cửa nghênh tiếp. Cao Tông cầm tay người đẹp, vui vẻ nói. Ái khanh à, còn mệt mỏi, bất tất phải nghênh tiếp cho nhọc sức, chậm miễn mọi lễ nghi cho ái khanh. Võ Chiêu Nghi cúi đầu thỏ thẻ. Bệ hạ ban ơn cho thần thiếp quá nhiều rồi. Lễ nghi là nề nếp của tổ tiên để lại, lẽ nào thần thiếp dám sơ suất bỏ qua ạ? Thật là lúc còn khỏe mạnh, Võ Chiêu Nghi cũng khá nhiều lần chẳng thèm hành lễ vua tôi với Cao Tông. Chỉ khi nào có mặt quần thần, nàng mới giả vờ tỏ ra là người nghiêm mạo. Nói như vậy chỉ để cho Cao Tông vui lòng mà thôi. Thấy Võ Chiêu Nghi vui vẻ, Cao Tông cũng mừng theo, nắm tay thân mật nói. Ái khanh khéo nói lắm. Từ ngày hạ sinh Hải Nhi tới giờ, chậm quá đa đoàn việc nước, nên là chưa nhìn mặt lần nào. Hôm nay là ngày vui, cho chậm xem thử nó giống cha hay giống mẹ nào. Võ Chiêu Nghi cười mà đáp. Công chúa thì phải giống thần thiếp mới được, giống bệ hạ thì chẳng ai thèm nhìn đâu. Nói xong, Võ Chiêu Nghi bước tới, giở tấm mạng che mặt đứa bé ra, bế lên định đưa cho Cao Tông. Thốt nhiên nàng giật bắn người lên, đứng sững bất động, vẻ mặt tái mét như không còn hạt máu. Cao Tông chưa kịp hỏi thì Võ Chiêu Nghi đã thét lên thất thanh. Trời ơi, sao lại thế này? Vừa rồi Hoàng hậu vào thăm nó, còn quẫy đạp rồi kêu khóc đòi ăn kia mà. Cao Tông nghe vậy vô cùng kinh hoàng, chạy lại sờ vào mũi thì rõ ràng đứa bé đã chết từ bao giờ. Mặt mày tái tím, người lạnh ngắt, dù thần tiên giáng hạ cũng không cứu chữa được nữa. Cao Tông vốn không bao giờ nghĩ tới việc Võ Chiêu Nghi sơ suất không hỏi nàng mà quay lại
hét gọi các cung nữ. Bảy đâu, bọn người làm sao để cho công chúa chết bất đắc kỳ tử như vậy? Công chúa chết từ bao giờ? Tại sao chết thảm như vậy? Ai là thủ phạm? Hãy nói cho mau. Trong lúc các cung nữ xuống lại quỳ lạy như tế sao, ai nấy đều kinh hoàng thất sắc. Một mực Tâu Là không hề hay biết thì Võ Chiêu Nghi càng khóc lớn hơn. Không khí bao trùm nghi ngờ lẫn thê thảm khiến cho Cao Tông cũng lúng túng. Ông vừa toan quát gọi thị vệ đem các cung nữ ra tra khảo thì Võ Chiêu Nghi đã vội thưa: Bệ hạ đừng trách các cung nữ, tội nhân thứ nhất chính là tiện thiếp đây. Làm mẹ mà để cho con chết bao giờ cũng không biết thì bệ hạ cứ trách phạt thần thiếp. Ở đây toàn là người tin cậy, chắc chắn không phải là bọn chúng đâu. Cao Tông quay sang quát tháo bọn thị vệ. Chỉ trong phút chốc, từ thái giám cho tới quân binh bùa vây vòng trong vòng ngoài, con kiến cũng không chịu lọt. Thái y cũng cấp tốc được mời đến chẩn đoán. Chẳng cần phải là thầy thuốc xem sơ qua đã cúi đầu thưa với Cao Tông: Bẩm hoàng thượng, công chúa qua đời vì bị ngạt ạ. Như thế phải là người hết sức thân cận mới có cơ hội hạ thủ. Xin bệ hạ chuyển quân binh lui về cho khỏi náo động hậu cung. Cao Tông gật đầu quát hỏi bọn cung nữ vẫn còn đang quỳ mọp dưới đất chưa dám đứng dậy: Từ sáng đến giờ các người có thấy ai lạ mặt lai vãng vào nơi công chúa nằm không? Hãy khai thật ra. Nghe bọn cung nữ đồng loạt thưa rằng không hề có ai lai vãng trừ bọn chúng, Cao Tông liền hỏi Võ Chiêu Nghi: Thái y đã nói rõ rồi đó, theo ái khanh thì ai có cơ hội đến gần để ra tay hạ thủ Hải Nhi? Võ Chiêu Nghi nén tiếng khóc thưa: Bẩm thánh thượng, từ sáng đến giờ tuy là ngày bận rộn nhưng thần thiếp vẫn tự tay chăm sóc cho Hải Nhi. Trước khi hoàng hậu đến thăm, thần thiếp còn đem đi tắm rửa sạch sẽ. Vậy mà chẳng lẽ lại như thế sao? Nhắc đến danh hiệu hoàng hậu, Võ Chiêu Nghi giả vờ như nghẹn lời, ấp úng không nói tiếp nữa, chỉ trợn mắt lên nhìn Cao Tông. Thái độ lạ kỳ này của nàng bị nhà vua phát giác ra ngay, tái mặt hỏi dồn: Như vậy từ sáng đến giờ chỉ có vương hoàng hậu vào đây nựng nịu Hải Nhi phải không? Võ Tài Nhân đóng kịch rất giỏi, không trả lời mà rú lên thảm thiết: Hoàng hậu quả thực là độc ác vô cùng. Lời nói này thừa đủ chứng minh chính nàng cũng kết tội cho vương hoàng hậu. Cao Tông thất thần một hồi mới lấy lại được bình tĩnh, truyền cho cung nữ đỡ Võ Chiêu Nghi dậy, đưa vào giường gấm nằm nghỉ. Cao Tông đi lại loanh quanh một lúc, chợt nói lớn: Việc này đại sự không thể bỏ qua. Dù thủ phạm là ai đi nữa, ngang nhiên vào hậu cung giết chết Hoàng Nhi thì thật là to gan. Chậm quyết định phải đưa sang đình úy trà xét mới được. Võ Chiêu Nghi không phản đối mà cũng không khuyến khích, để mặc cho Cao Tông quyết định né tránh trách nhiệm. Bà ta cũng nhân cơ hội ấy đút lót thật nhiều vàng ngọc cho các quan ở đình úy, hy vọng rằng họ sẽ đưa ra phán quyết có lợi cho mình. Tiếc rằng trên đời này có nhiều việc không thể mua bằng tiền bạc. Quan lại ở đình úy rất muốn chiều lòng Võ Chiêu Nghi, nhưng xem xét mãi vẫn không thể nào tìm được chứng cứ khép tội vương hoàng hậu, sau cùng đành phải tâu với Cao Tông: Bẩm bệ hạ, chúng thần xét vụ án rất cẩn thận, tiếc rằng chúng thần vô tài, không thấy có chứng cứ gì ngoài việc vương hoàng hậu có vào thăm. Tuy nhiên chứng cứ này không đủ để ghép tội bậc mẫu nghi thiên hạ. Chúng thần xin nhận tội bất tài, xin tùy nghi bệ hạ quyết định. Như vậy quần thần đã đẩy trách nhiệm về cho hoàng đế. Thêm vào đó, trong những lúc gần gũi, Võ Chiêu Nghi ra sức ỏn thót, vừa ngầm kết tội vương hoàng hậu, vừa tỏ ý hăm dọa cuộc tình này sẽ tan vỡ nếu không có biện pháp quyết liệt. Võ Chiêu Nghi khôn khéo nói: Hoàng hậu không nghĩ gì đến sòng dõi, nhẫn tâm giết chết đứa trẻ còn ở trong trứng nước thì thật độc ác vô nhân.
Nay con đã chết, nhưng chính mẹ cũng không biết sẽ ra sao dưới bàn tay tàn bạo của Vương Hoàng hậu. Nếu bệ hạ thật sự yêu thương thần thiếp, thì mau mau tìm cách nào bảo toàn cho tấm thân này. Nếu không, chúng ta chắc là không thể sum vầy được lâu dài. Bị cả hai bên đồn đẩy trách nhiệm, lòng Cao Tông rối như tơ vò, thở dài. Chậm cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng ngay cả các quan ở đình úy cũng không kết tội được hoàng hậu, thì chậm biết làm sao đây? Võ Triều Nghi đóng kịch rất tài, giả vờ nức lên mấy tiếng thảm thiết. Trời ơi, thế thì sinh mạng của thần thiếp quá mỏng manh. Xin bệ hạ hãy cho thần thiếp ra khỏi cung. Chẳng thà là một người dân thường, còn hơn chuốc lấy cái chết oan uổng bởi tay người đàn bà độc ác. Cao Tông thấy mỹ nhân khóc thì càng thêm bấn loạn, khứa bừa. Ái Khanh đừng bi lụy như vậy. Ta là hoàng đế thì tất sẽ có cách bảo vệ cho nàng. Võ Triều Nghi thấy Cao Tông loanh quanh liền nói thẳng ra. Bây giờ chỉ còn hai giải pháp. Một là cho thiếp ra khỏi cung. Hai là phế Vương Hoàng hậu xuống lãnh cung. Thần thiếp không mong bệ hạ cho làm hoàng hậu. Nhưng chỉ như thế thì hoàng cung mới dứt tuyệt nguy hiểm. Cho dù không phải hoàng hậu ra tay, nhưng với trách nhiệm là người cai quản lục cung, để trong cung có người bị giết, thì Vương Hoàng hậu vẫn bị trách nhiệm nặng nề. Bây giờ bệ hạ vin vào trách nhiệm đó là có thể hạ bậc của Vương Hoàng hậu, mà quần thần không ai dám dị nghị. Bệ hạ là thiên tử, chẳng lẽ còn phải chịu lụy người khác sao? Cao Tông lại thở dài, trầm ngâm đáp. Ta tuy là hoàng đế, thay trời chăn dân, nhưng thật ra còn có những hệ lụy khác, nên không phải muốn làm gì cũng tự ý được. Nhất là việc phế bỏ hoàng hậu. Khi tiền vương hấp hối, có gọi ta và hai đại thần là tể tướng trưởng Tôn Vô Kỵ và quan Tả Bộc Xạ chữ Toại Lương đến trước Long Sàng, nắm tay ta dặn dò. Người còn tuổi thiếu niên, việc quốc gia đại sự chắc chắn chưa chín chắn. Vì vậy, bất cứ việc gì cũng nên hỏi hai vị đại thần, họ có bằng lòng hay không, rồi hãy quyết định. Ta nhắm mắt, vẫn mong nhà Đường được thịnh trị mãi mãi. Hãy nhớ lời ta dặn. Khi ấy, hai vị đại thần là trưởng Tôn Vô Kỵ và chữ Toại Lương đều quỳ phục xuống khóc lớn. Chúng thần xin tuân theo di mệnh của hoàng thượng. Phụ hoàng còn bắt ta quỳ xuống thề sẽ tuân theo lời chăn chối này. Vì vậy ta không thể tự mình phế bỏ hoàng hậu được. Tuy rằng rất muốn Ái Khanh vui lòng. Nghe Cao Tông nhắc đến trưởng Tôn Vô Kỵ và chữ Toại Lương, Võ Chiêu Nghi càng thêm lo sợ, bởi họ chính là những trung thần cương trực, là cản trở lớn nhất cho tham vọng của nàng. Trưởng Tôn Vô Kỵ không những là anh của trưởng Tôn Hoàng hậu, mà còn là khai quốc công thần, vai thúc bá của Cao Tông, được triều thần kính nể chẳng khác nhà vua. Còn chữ Toại Lương là cận thần của Thái Tông, được nhà vua coi như sư phụ, hết sức phò tá và dâng nhiều kế sách giúp cho nước ổn dân an. Hai người này không dễ gì đụng đến. Chữ Toại Lương nắm quyền trung thư lệnh dưới triều Thái Tông, nhưng khi Cao Tông lên ngôi được phong làm tể tướng, quyền uy chấn động cả triều đình. Chữ Toại Lương thì còn có thể thuyết phục được, chứ trưởng Tôn Vô Kỵ thì vô phương, bởi bản tính của ông ta từ trước đến giờ không ai lung lạc được. Tuy nhiên Võ Tắc Thiên không đầu hàng, nàng nằn nỉ với Cao Tông. Hai vị đại thần ấy biết lo cho dân cho nước thì phải có cái nhìn bao quát. Hiện nay hậu cung sao động vì những việc làm độc ác của Vương Hoàng hậu, thì làm sao bệ hạ yên tâm mà quyết định triều chính? Nếu quả họ là người trung thần thì phải giúp bệ hạ chỉnh đốn hậu cung trước. Thần thiếp cúi xin bệ hạ thử cho người đến thuyết phục một lần xem sao. Bất đắc dĩ, Cao Tông phải sai thân tín đến phủ trưởng Tôn Vô Kỵ ngỏ lời hỏi xem có thể phế truất Vương Hoàng hậu được hay không.
Dĩ nhiên Trưởng Tôn Vô Kỵ bác bỏ ngay, giận dữ đuổi người của Cao Tông về. Võ Tắc Thiên liền nhờ mẹ là Dương Thị đi thêm mấy lần nữa. Lần nào cũng quả cáp biếu xén thật hậu hĩ, nhưng kết quả vẫn là số không. Vốn là người cương quyết, đã muốn là phải được, Võ Tắc Thiên cho người mời đại thần Hứa Kính Tông vào cung. Hứa ban thưởng quyền chức và châu ngọc nếu như thuyết phục được Trưởng Tôn Vô Kỵ. Chẳng ngờ Trưởng Tôn Vô Kỵ đã sắn ghét Hứa Kính Tông, nổi cơn giận dữ, mắng chửi cho một trận thậm tệ, rồi còn toan dâng tấu hạch tội. Hứa Kính Tông cả sợ, cúi đầu chạy thẳng, không dám ngoái lại, trong lòng ghi dấu hận thù về việc ấy. Tưởng đâu việc phế truất Vương Hoàng hậu bất thành, Võ Chiêu Nghi đã có ý nghĩ chán nản, thì đột nhiên có một việc ngoài ý muốn xảy ra. Nguyên Lý Nghĩa Phủ là Trung Thư Xá Nhân, từ trước đến nay cùng với Trưởng Tôn Vô Kỵ có nhiều xích mích, hai người xem nhau như thù địch. Thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ làm mất lòng Cao Tông, trái ý Võ Chiêu Nghi, mắng chửi cả Hứa Kính Tông, Lý Nghĩa Phủ cả mừng, cho đây là cơ hội để hãm hại người trung thần này. Thêm vào đó, Lý Nghĩa Phủ còn nghe phong phanh sắp bị Vô Kỵ giáng chức đi làm tư mã ở Bích Châu xa xôi, thì thầm tính toán. Nếu như cơ hội này ta làm cho Vô Kỵ mất chức, thì vừa được lòng Võ Chiêu Nghi, vừa chẳng còn lo gì bị hắn đẩy đến chỗ rừng thiêng nước độc nữa. Chưa thật yên tâm, Lý Nghĩa Phủ chạy đến vấn kế một trung thư xá nhân khác là Vương Đức Kiệm, được coi là người trí tuệ nhất ở phủ trung thư. Nghe Lý Nghĩa Phủ trình bày ý định, Vương Đức Kiện cười nói: "Ha, hiện nay Hoàng thượng chỉ muốn làm vừa lòng Võ Chiêu Nghi, tất cả chỉ vì không một đại quan nào dám đứng ra tán thành. Vì thế Hoàng thượng không thể bỏ ngoài tai ý kiến của Vô Kỵ được. Này, ông đứng ra công khai ủng hộ, có khi họa thành phúc. Những gì người khác không dám mà mình dám làm thì mới có kết quả bất ngờ." Lý Nghĩa Phủ gật đầu xin nghe theo. Ngay ngày hôm sau, dâng sớ xin phế bỏ Vương Hoàng hậu, lập Võ Chiêu Nghi lên thay. Lấy cớ đó là ý muốn của tất cả bá quan trong triều. Cao Tông chẳng cần biết Lý Nghĩa Phủ đúng hay sai, với được sớ tấu thì mừng lắm, lập tức gọi hắn vào cung ban thưởng và thăng lên làm trung thư thị lang kiêm tể tướng. Từ trước đến giờ ai cũng biết Lý Nghĩa Phủ là người gian trá nịnh hót, nên gọi lén là Lý Mưu, họ Lý xảo quyệt như con mèo. Nay chỉ nhờ một động tác hợp với tâm lý của Cao Tông, đã được ngồi trên nhất phẩm triều đình thì ai cũng bất ngờ. Những kẻ su nịnh như Hứa Kính Tông, Thôi Nghĩa Huyền, Công Du đều thi nhau trở mặt nịnh nọt cả Lý Nghĩa Phủ lẫn Võ Chiêu Nghi, họp nhau thành một bè đảng có thế lực đáng kể trong triều. Thế nhưng Cao Tông vẫn khó tự mình quyết định. Một hôm bãi triều rồi, cho gọi mấy vị khai quốc công thần như Trưởng Tôn Vô Kỵ, Chữ Toại Lương, Lý Tích, Dư Chí Ninh vào hậu cung, bàn dứt khoát việc nên hay không phế bỏ Vương Hoàng hậu. Nhà vua muốn cho Võ Tắc Thiên thấy quyết tâm của mình, nên lén để nàng ngồi sau bức rèm, nói với các vị đại thần: "Trẫm cũng không muốn gây xáo trộn nội cung, nhưng tình thế bắt buộc, đành phải mời các khanh đến giải quyết một lần cho xong. Vương Hoàng hậu từ lâu đã tuyệt tự, tuy chưa có bằng chứng chắc chắn, nhưng trẫm cho là Hoàng hậu đã ra tay độc ác, giết công chúa của Võ Chiêu Nghi. Trong khi ấy dù công chúa đã chết, nhưng Võ Chiêu Nghi đã có Hoàng Nam nối dõi cho trẫm, rất xứng đáng được thăng lên ngôi chính cung. Theo trẫm thì như vậy hậu cung mới được yên ổn." Chữ Toại Lương chờ Cao Tông nói xong, lập tức đứng lên phản bác: "Hoàng thượng nói sai rồi. Hoàng hậu là danh gia thế phiệt, do tiên đế chọn lựa, lại được phó thác trước khi lâm chung, thì dù có chứng cứ đi nữa cũng không thể phế bỏ dễ dàng vậy được. Thần quyết theo
dì mệnh của tiên đế. Xin hoàng thượng bỏ ý định ấy đi ạ. Lý Tích là danh tướng trụ cột, nhưng trong tâm đã có ý muốn đứng hai đường, nên mặc mọi người tranh cãi cứ ngồi im không có ý kiến gì. Những lần họp sau về việc phế bỏ hay tôn lập hoàng hậu, Lý Tích đều lấy cớ ốm mệt không vào chầu. Cao Tông thấy không có ai đứng ra ủng hộ ý kiến của mình thì nóng lòng gằn giọng nói: "Các người đừng ép chậm quá. Tùy tiền đế có gì mệnh thật, chậm vẫn hẳn tuân theo. Nhưng tiền đế đâu có tiên lượng được tình hình ngày nay mà cứ khăng khăng theo từng lời từng chữ." Chữ Toại Lương nghiêm mặt trả lời: "Bệ hạ đã nhất định thì phận tôi thần đành phải nói ra những lời không hay. Võ Triều Nghi đã từng hầu hạ tiên đế, thiên hạ không nói gì đến việc bệ hạ tự ý đưa về cung, vì bậc đế vương có thể làm những chuyện theo ý mình, không ai ngăn cản được. Đó là việc nội bộ hậu cung. Riêng việc tôn lập ngôi hoàng hậu thì quyết không xong, bởi có liên quan đến thể thống và kỷ cương của triều đình. Nếu bệ hạ muốn phế bỏ vương hoàng hậu thì xin tùy ý, nhưng phải chọn một người trong hàng danh gia vọng tộc thay thế. Nhất định không phải là Võ Chiêu Nghi thì mọi người mới tuân phục. Hạ thần có mấy lời tâm huyết, xin bệ hạ anh minh suy xét lại." Cao Tông thấy không có ai đứng ra ủng hộ ý kiến của mình thì nóng lòng gằn giọng nói: "Các người đừng ép chậm quá. Tùy tiền đế có gì mệnh thật, chậm vẫn hẳn tuân theo. Nhưng tiền đế đâu có tiên lượng được tình hình ngày nay mà cứ khăng khăng theo từng lời từng chữ." Chữ Toại Lương nghiêm mặt trả lời: "Hạ thần có mấy lời tâm huyết, xin bệ hạ anh minh suy xét lại." Thấy Cao Tông bối rối, chữ Toại Lương bồi thêm một lý luận nữa nhắm vào việc không thể phế truất vương hoàng hậu. "Tâu bệ hạ, lấy cớ vương hoàng hậu không có con nối dõi ngai vàng để quyết định phế truất là trái với di mệnh của tiên đế. Hạ thần bạo gan tâu rằng, tùy vương hoàng hậu không có con, nhưng từ trước đến nay vẫn giữ gìn lục cung êm ấm, lại có sửa soạn trước nên mới nuôi nấng thái tử Lý Trung. Dù không phải là ruột thịt, nhưng vương hoàng hậu vì lo nghĩ đến Giang Sơn mới quyết định như thế. Thêm vào đó, vương hoàng hậu xuất thân quyền quý, do tiên đế lựa chọn, chưa có tội lỗi gì xác đáng thì không thể trái với sự dặn dò của tiên đế." Lập luận này hết sức xác đáng nên Cao Tông không làm sao cãi lại được, nổi giận xung thiên, đập bàn quát lớn: "Ta là hoàng đế, cứ muốn như vậy thì sao? Các người cho là cố mệnh đại thần thì có thể ép buộc cả thiên tử phải không?" Chữ Toại Lương liền đẻ cái hốt xuống thềm, dập đầu tâu: "Vậy thần xin trả cái hốt này cho bệ hạ, về quê an dưỡng tuổi già." Cái hốt mà chữ Toại Lương đòi trả lại cho Cao Tông chính là vật được tiên đế ban cho, tượng trưng cho quyền lực của cố mệnh đại thần. Vì vậy Cao Tông hơi hoảng sợ, tan hết cơn giận dữ. Thái độ khăng khăng của chữ Toại Lương và thái độ im lặng của Cao Tông khiến Võ Chiêu Nghi ngồi sau rèm không sao chịu được. Tính tàn độc của bà ta lần đầu tiên phát tác lộ ra ngoài, gằn giọng thét nho nhỏ khiến các đại thần cũng nghe được: "Sao bệ hạ không hạ lệnh giết quách cái tên cứng đầu này làm gương? Chắc chắn kẻ khác không dám chống đối bệ hạ nữa đâu." Cao Tông nghe vậy hừ một cái, đã toàn truyền lệnh theo ý mỹ nhân, nhưng trưởng tôn Vô Kỵ cũng đã nghe được, mạnh dạn bước ra nghiêm mặt tâu: "Muộn tâu bệ hạ, chữ tể tướng là cố mệnh đại thần của tiên đế, không thể ra hình mà cũng không thể cho từ quan." Tuy u mê nhưng Cao Tông cũng không dám dẫm đạp lên vương pháp, hậm hực truyền thị vệ lôi cổ chữ Toại Lương ra ngoài. Thế là cục diện gay cấn vẫn chưa giải quyết được. Những ngày hôm sau, liên tiếp các vị đại thần như Hàn Viên, Lai Tế, vân vân, viết sớ tâu lên với những lời lẽ khẳng khái, khuyên Cao Tông đừng dẫm lên vết xe đổ của trụ vương vì sủng ái đắc kỷ mà mất nước. Còn Trường An lệnh
Bùi Hành Kiểm thì nhẹ nhàng hơn, cảnh báo việc phế lập không đúng tôn ti trật tự sẽ dẫn đến đại loạn, tất cả những tội ấy sẽ đổ hết lên đầu nhà vua. Quần thần hầu hết đều phản đối, nhưng Võ Chiêu Nghi nào chịu thua. Nàng đã nhận thấy Lý Tích và Dư Chí Linh không can thiệp thì đã có ý khác, nói với Cao Tông. Vũ Chí Ninh chẳng nói làm gì. Lý tướng quân là trụ cột triều đình, một tay nắm đại quyền binh mã. Nếu được Lý tướng quân đồng ý thì cũng thừa đủ trấn áp bọn tồi thần cứng đầu rồi. Bệ hạ là thiên tử, thay trời trị dân, không thuyết phục được họ thì còn có cách dùng tới quyền lực của mình chứ. Cao Tông nghe theo, hôm sau mời riêng Lý Tích vào cung hỏi. Trẫm nói thật với Khanh, trẫm thực lòng muốn lập Chiêu Nghi lên làm hoàng hậu, nhưng Vô Kỵ và chữ Tuệ Lương nhất định không bằng lòng. Họ lại là cố mệnh đại thần, chẳng lẽ họ muốn sao trẫm cũng phải nghe theo hay sao? Lý Tích vẫn giữ thái độ cũ, đáp giống như việc không đáng để ý. Việc nội cung do bệ hạ quyết định, đâu phải quốc gia đại sự mà cần phải hỏi ý kiến của các đại thần. Cao Tông nghe vậy hết sức vui mừng, lập tức vào kể lại cho Võ Chiêu Nghi biết. Mỹ Nhân cũng mừng không kém, ỏn ẻn bàn với Cao Tông. Một mặt, bệ hạ cứ nói cứng với các đại thần là việc riêng trong cung. Hỏi ý kiến của họ là vì tôn trọng mà thôi. Tự mình có thể quyết định mà không ai cản trở được. Khi bệ hạ đã nói ra như vậy, thì triều thần sẽ theo về ngay. Những kẻ như là Vô Chí Ninh, sở dĩ nắm chức trọng quyền cao, mà khi gặp khó khăn cứ ngậm miệng là vì chưa biết rõ phải theo về ai mà thôi. Đồng thời khi ấy, thần thiếp cũng có quen biết một số đại thần, sẽ nhờ họ ngầm giúp sức. Ngoài đánh vào, trong nội ứng, thì còn có việc gì mà không thành công? Cao Tông vui vẻ nghe theo, cho người thân tín dò hỏi một lượt các đại thần. Thực sự là các đại thần mà Võ Chiêu Nghi đã có danh sách trong tay. Vì vậy, việc điều tra này rất thuận lợi. Theo báo cáo, thì Hứa Kính Tông gặp ai cũng giả vờ thở dài than thở. Hài, ta thấy kẻ thất phu bình thường. Muốn đổi vợ thì tiến hành ngay lập tức. Thậm chí hắn còn có quyền dẫn vợ cũ ra chợ bán lấy tiền. Thế mà hoàng đế muốn thay vợ lại cứ lúng túng không dám quyết định. Thì chẳng thể hiểu tại sao. Hóa ra hoàng đế còn thua cả bọn thấy phu. Bọn tay chân của Võ Chiêu Nghi nhân lời nói ấy phao đồn khắp nơi là chữ Toại Lương, trưởng tôn Vô Kỵ, ỷ mình là cố mệnh đại thần, cùng nhau âm mưu lộng quyền, tiến dần đến việc truất ngôi thiên tử. Chữ Toại Lương vốn thẳng tính, nghe vậy hầm hầm vào cung trách mắng Cao Tông, dung túng cho Võ Chiêu Nghi ngoa truyền, làm hại đến triều đình. Cao Tông lập tức viên vào việc này xuống chiếu. Chữ Toại Lương loạn quyền dám trách mắng thiên tử. Tội khi quân không thể tha. Nhưng dù sao cũng là cố mệnh đại thần. Này chỉ biếm làm đô đốc Đàm Châu. Nội trong một tháng phải ra khỏi kinh thành. Thấy thời cơ càng lúc càng thay đổi nghiêng về phía Võ Chiêu Nghi. Lý Nghĩa Phủ liền dâng lên Cao Tông một bản tấu. Đại ý chê bai vương hoàng hậu vô đức nên trời đất mới trách phạt cho không có con. Trong khi đó Võ Chiêu Nghi hiền lương thông tuệ, được nhân dân ngưỡng vọng, xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ. Cầu xin hoàng đế anh minh xem xét lập Võ Chiêu Nghi lên làm hoàng hậu, để đáp lại sự mong mỏi của nhân dân. Cao Tông và Võ Chiêu Nghi đọc xong bản tấu này mừng khôn xiết, lập tức xuống chiếu ban thưởng cho Lý Nghĩa Phủ một đấu châu ngọc, sau đó còn thăng lên làm tể tướng để có thế lực đối trọng với các tể tướng khác theo phe phản đối. Thật là một lời nói mà đạt được bao nhiêu quyền lợi. Lập tức những gian thần khác nhao nhao lên ăn theo. Tên Hứa Kính Tông lúc đó chỉ mới giữ chức vệ úy khanh, còn muốn trèo cao hơn nữa nên theo đuôi, không dâng tấu nhưng dùng dư luận để làm áp lực. Những dư luận này có tác dụng không nhỏ, thế nhưng cuộc tranh giành quyền lực này giằng co mất đến gần 6 năm mới ngã ngũ nhờ vào hai yếu tố.
Thứ nhất, Võ Châu Nghi liên tiếp sinh hạ cho Cao Tông hai hoàng tử nữa, một tên là Lý Hoằng, người con thứ hai là Lý Hiền, mà sau này chính bà là người tự tay giết chết hai đứa con đó. Tất cả những may mắn đó vẫn chưa lật ngược được thế cờ. Cuối cùng Võ Châu Nghi phải dùng đến một thủ đoạn cực độc mới thành công. Thủ đoạn vu cáo này về sau được Võ Tắc Thiên sử dụng thường xuyên để giải quyết các đối thủ. Vào năm Hiển Khánh thứ nhất, tức năm 656, khi Cao Tông đang ngồi phê duyệt các tấu chương thì chợt có viên thái giám họ Viên chạy vào, quỳ thụp xuống làm lễ, run giọng nói: "Tấu hoàng thượng, có một việc nguy cấp xảy ra, xin hoàng thượng ban ân tạm thời ngừng việc phê duyệt để nô tài tâu vài lời được không ạ?" Họ Viên là tên thái giám hầu hạ từ đời Thái Tông, làm việc rất chu đáo và trung thành, nên Cao Tông vẫn giữ lại bên mình làm tay sai thân tín. Thấy vẻ mặt của viên thái giám có vẻ căng thẳng tột độ, Cao Tông nhíu mày bằng lòng phán bảo: "Có việc gì hệ trọng thì cứ nói ra đi. Chẳng lẽ quốc gia đang thanh bình lại gặp mà nguy biến bất ngờ hay sao?" Viên thái giám dập đầu lạy, rối rít nói: "Tấu thánh thượng, đại đường chúng ta trên có trời cao phù hộ, dưới có nhân dân đồng lòng, quân binh tinh nhuệ, màn gì nghe đến đều khiếp vía kinh hoàng, làm sao có thể sinh biến sự được. Nô tài xin mật báo một tin hệ trọng, chỉ trong phạm vi hậu cung mà thôi. Nô tài dập đầu xin chuẩn y trước, đừng bắt tội thì mới dám nói." Cao Tông càng thắc mắc phán bảo: "Có gì thì ngươi cứ nói thẳng ra, trẫm hứa sẽ không bắt tội ngươi." Viên thái giám cũng vẫn chưa chịu, lại xin: "Xin tâu à, việc này rất hệ trọng, nô tài cúi xin thánh thượng cho lại gần tâu báo được không ạ?" Cao Tông bằng lòng, viên thái giám liền bái lạy tạ ơn, rồi rón rén đến gần ghé tai Cao Tông thầm thì: "Nô tài có nguồn tin mật báo là vương hoàng hậu đang âm mưu việc gì đó hết sức tày trời. Vì vậy dù chưa đích xác việc ấy như thế nào, vẫn là bạo gan tâu lên. Xin bệ hạ đề phòng, hoặc là cho bí mật điều tra xem có gì nguy hại hay không ạ?" Thấy viên thái giám nói dài dòng khó hiểu, Cao Tông nóng ruột gắt lên. Khi đó hắn mới chịu tâu rõ đầu đuôi câu chuyện. Thì ra nhờ có gian díu với một cung nữ thân cận trong Đông Cung, viên thái giám biết được rằng Vương Hoàng hậu đêm đêm đã vào phòng riêng tiến hành việc gì đó rất bí mật. Do vậy đã đuổi toàn bộ cung nữ ra ngoài, lại truyền lệnh dù trời sập cũng không được tự tiện vào phòng. Việc này trái với lệ thường, bởi từ trước đến nay mỗi đêm các cung nữ đều phải chia nhau vào ngủ với hoàng hậu, không được sơ sẩy dù đó là nửa đêm hay còn mờ mờ sáng. Cao Tông nghe xong có vẻ lo nghĩ, bao nhiêu lời ỏn thót gièm pha của Võ Châu Nghi đã thấm vào tâm can của ông, tạo thành ấn tượng xấu với người vợ do tiên đế lựa chọn. Ông trầm ngâm một hồi rồi phất tay ra hiệu cho viên thái giám lui ra, dặn dò: "Trong khi chờ trẫm quyết định, người nhất thiết phải giữ cái miệng thật kín. Nếu tiết lộ cho bất cứ ai biết việc này thì coi chừng cái đầu của người đó." Viên thái giám rối rít thể thốt, mau chóng lui ra khỏi cung cẩn chính. Thật sự hắn đã được Võ Chiêu Nghi giàn dựng, đánh đuổi bằng một số châu ngọc khá lớn. Đây chính là đòn tối hậu của Võ Chiêu Nghi. Bà thấy thời gian đã trôi qua khá lâu mà địa vị của Vương Hoàng hậu vẫn vững vàng thì không thể chịu đựng được nữa, đành phải ra tay bằng kế sách độc ác nhất, tuy biết rằng nó có nhiều sơ hở. Cao Tông đang mang tâm trạng muốn chiều lòng mỹ nhân, nghe viên thái giám mật báo thì rất mừng, không để ý đến những chi tiết còn mơ hồ, lập tức gọi quan đình úy đến hạ lệnh cho tra xét. Nhờ sự chỉ điểm của viên thái giám, chẳng khó khăn gì đình úy cũng tìm được dưới gầm giường của Vương Hoàng hậu một bằng chứng xác thực.
đó là hình nhân làm bằng gỗ, đẽo gọt sơ sài. Trước ngực hình nhân có dán tấm giấy nhỏ ghi đầy đủ tên họ, ngày sinh và cung tử vi của Cao Tông. Ghê gớm hơn, ngay giữa trái tim hình nhân bằng gỗ đó có một cây đinh bằng sắt nhọn đâm thấu vào trong. Quan đỉnh úy cảm mừng, mau lẹ đem vật chứng dâng lên Cao Tông. Nhà vua mừng rỡ không kém, thân hành đến ngay cung hoàng hậu hạch hỏi. Sự việc quá bất ngờ, vương hoàng hậu không thể biện minh gì được, chỉ cúi đầu khóc ròng, hoàn toàn không nêu ra nguyên nhân gì để biện minh. Thái độ này càng khiến cho Cao Tông tin rằng thủ phạm không ai khác ngoài hoàng hậu. Thế nhưng tức giận đến mấy, Cao Tông cũng không thể quyết định khi chưa có sự đồng ý của triều thần. Cao Tông liền triệu trưởng tôn Vô Kỵ vào thông báo việc này. Trưởng tôn Vô Kỵ nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ, sau đó đưa ra những lý lẽ khác hẳn, khiến Cao Tông lúng túng, không biết trả lời sao cho xuôi. Ông kính cẩn tâu: tội dùng phù chú ma thuật hãm hại người hiền lương, theo luật nhà Đường tất xử lăng trì không tha. Huống chi người bị chủ ếm lại là đấng thiên tử, tội phạm càng nặng gấp bội, có thể bị tru di tam tộc. Tiếc rằng thần phải tâu thật rằng chưa thể kết tội hoàng hậu vì mấy lý do sau. Thứ nhất là nếu như hoàng hậu vì ghen tuông thù ghét mà chủ ếm thì nạn nhân phải là Võ Chiêu Nghi chứ không thể là bệ hạ. Thứ hai, hoàng hậu chủ ếm bệ hạ thì được lợi ích gì? Thứ ba, nếu hoàng hậu thực sự ra tay thì dễ gì bọn cung nữ hay thái giám hay biết. Thấy Cao Tông ngẩn ngơ nghe, Vô Kỵ mạnh dạn nói tiếp: tâu bệ hạ, hiện thời mối xung đột giữa Chiêu Nghi và hoàng hậu có thể thấy rõ, ai cũng nghe biết. Thế nhưng nếu hoàng hậu muốn giữ vững địa vị của mình thì con đường duy nhất chính là dựa vào bệ hạ. Hoàng hậu chủ ếm bệ hạ tức là tự mình đưa vào hoàn cảnh cô độc hay sao? Thần bạo gan nói rằng nếu bệ hạ có mệnh hệ nào thì vương hoàng hậu là người thiệt hại trước tiên, tức là phải vào chùa xuống tóc cho đến hết đời. Hoàn toàn chẳng có gì lợi lộc cả. Xin bệ hạ anh minh suy xét lại, kẻo mắc mưu gian nhân. Cao Tông gật gù phán hỏi: theo khanh thì đã có kẻ gian manh nào muốn hãm hại cả trẫm lẫn hoàng hậu ư? Kẻ ấy là ai? Làm sao có thể đưa hình nhân vào tới tận giường hoàng hậu mà không bị phát giác? Trưởng tôn Vô Kỵ cúi đầu tâu: thần kém cỏi, chỉ đưa ra những lý lẽ thiếu xác thực. Nếu kết tội hoàng hậu còn như việc điều tra, chắc phải nhờ các quan ở đình úy nhiều kinh nghiệm. Thần tuy mang chức tể tướng nhưng đó là về mặt chính trị, còn là về mặt hình sự thì thần không dám lạm bản. Thật ra vị lão thần này đã thừa biết người đặt điều vu cáo là ai nhưng không dám nói ra. Chính vương hoàng hậu cũng biết như vậy. Bà hết sức hối hận đã chơi với rắn để rồi bị rắn độc quay lại cắn vào trái tim mình. Tạm thời bà không gây ra phản ứng gì, chờ đợi dư luận của quần thần, hy vọng nó sẽ là cứu cánh giúp mình vượt thoát khỏi cơn nguy hiểm. Quả nhiên trong tình thế bối rối, Cao Tông bất đắc dĩ phải đưa việc này ra hỏi ý các đại thần. Một cuộc họp mật diễn ra trong chính sự đường, có mặt hầu hết các đại thần cao trọng ở nội các và trung thư tĩnh cùng tham dự. Số đại thần ấy bao gồm cả phe cánh của Võ Chiêu Nghi như Tả Bộc Xạ, Hứa Kính Tông, đại tướng quân Lý Tích, Hữu Bộc Xạ, Lý Nghĩa Phủ, họp lại thành lực lượng có lợi cho Võ Chiêu Nghi. Thế nhưng chỉ cần có mặt của đại thần trưởng tôn Vô Kỵ là lực lượng hai bên đã được cân bằng. Mở đầu cuộc họp, Cao Tông nói trước, kể lại việc vương hoàng hậu bí mật dùng pháp thuật chủ ếm, tuy rằng bà ta chưa thú nhận, đình úy cũng chưa làm rõ manh mối, nhưng như thế cũng thừa đủ không thể để cho họ vương ngồi ở ghế hoàng hậu được nữa. Cao Tông khôn khéo không nhắc đến việc sẽ lập ai kế vị ngôi mẫu nghi thiên hạ nếu như quần thần đồng lòng phế truất vương hoàng hậu.
Thấy các đại thần xôn xao chưa tin hẳn, Cao Tông liền đưa hình nhân bằng gỗ ra làm bằng chứng. Bọn gian thần đã được mua chuộc đều nhìn nhau lắc đầu tỏ vẻ chê trách. Riêng một số đại thần muốn bênh vực Vương Hoàng hậu, nhưng thấy yếu thế ai nấy đều câm miệng, liếc mắt nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ chờ đợi. Cao Tông ít nhiều đã mừng rỡ trong lòng, tưởng đâu cuộc họp này sẽ nghiêng về ý mình. Chẳng ngờ Trưởng Tôn Vô Kỵ oai vệ bước ra, bái lạy theo nghi lễ rất trịnh trọng, rồi cúi đầu tấu luôn. Tấu bệ hạ, trước tiên hạ thần xin nhắc lại là Vương Hoàng hậu do chính tay tiền đế chọn lựa. Vì vậy nếu chưa có bằng cứ xác đáng, thì không nên bàn tới việc truất phế ngôi vị ấy. Nếu như bệ hạ đoan chắc đây là âm mưu hãm hại bệ hạ, thì phải điều tra thật tận tường, ai là người hạ lệnh làm mộc nhân, ai đã đẽo gọt tượng ấy, ai đem vào cung và hoàng hậu có thật đêm đêm đốt hương cúng vái, làm ma thuật hay không. Phải có đủ các chi tiết ấy mới có thể kết luận được. Trung thư lệnh Lưu Sử cũng bước ra tiếp lời. Hiện nay xã tắc đang thái bình, nếu như bệ hạ không có lý do gì chắc chắn mà hạ lệnh thay đổi hậu cung, thì e rằng giang sơn bị ảnh hưởng, chắc chắn có nhiều biến loạn. Cao Tông bị Toại Lương và Lưu Sử hạch cho một hồi, cứng miệng ngồi im, chẳng biết trả lời ra sao, lòng hết sức tức giận. Cao Tông đột ngột hạ lệnh bãi bỏ cuộc họp dù mới diễn ra chưa được bao lâu. Thế nhưng ngay chiều hôm ấy có chiếu biếm hết chức tước của Lưu Sử, còn chữ Toại Lương thì không hề hấn gì. Điều này không phải ngẫu nhiên, bởi Trung thư lệnh Lưu Sử là thúc phụ của Vương Hoàng hậu. Rõ ràng Cao Tông đã nghe lời Võ Chiêu Nghi cắt bớt vây cánh của Vương Hoàng hậu để bà ta rộng tay toan tính đòn phép mới. Thật sự tình thế cũng còn khá khó khăn, nhưng Võ Chiêu Nghi vẫn không nản lòng, thỏ thẻ với Cao Tông. Thần thiếp thấy, trong triều chỉ duy nhất có một mình quan Trưởng Tôn tể tướng là có ý khó dễ bệ hạ. Bây giờ chỉ cần thuyết phục ông ta là mọi việc êm thuận ngay mà. Mà muốn lấy lòng thì không có gì hay hơn bằng là tiền bạc và chức tước. Hai thứ đó bệ hạ nắm trong tay, sao không đem ra sử dụng? Chẳng biết là do Võ Chiêu Nghi vấn kế trước hay là chính Cao Tông sáng suốt mà ngay hôm sau nhà vua bất ngờ xuống chiếu phong một lượt cho ba người con của Trưởng Tôn Vô Kỵ làm đại phu. Trưởng Tôn Vô Kỵ vốn có bốn người con trai, một đã làm quan trong triều, nay cả ba người còn lại đều được thăng chức thì vinh hiển biết bao nhiêu. Thế nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ không hề lấy làm vui, vì biết rằng đó là sự mua chuộc của Võ Chiêu Nghi. Qua mấy hôm nữa, một điều bất ngờ khác lại xảy ra, đó là Cao Tông cùng với Võ Chiêu Nghi đến tận phủ tể tướng thăm hỏi. Đây là vinh dự đặc biệt cho bất cứ đại thần nào. Tuy đặc biệt nhưng vẫn không làm cho người ta ngạc nhiên, bởi triều đình chỉ còn lại mỗi Trưởng Tôn Vô Kỵ là đại thần phụ chính. Chữ Toại Lương đã phải ra khỏi kinh thành, hoàng đế đến thăm phụ chính đại thần đã già yếu, không là điều ngạc nhiên. Đáng ngạc nhiên là có cả Võ Chiêu Nghi đi theo. Theo lệnh nhà Đường, từ hoàng hậu tới quý phi không bao giờ được gặp mặt người khác nếu đang ở ngoài hậu cung. Hiếm hoi lắm, quan trọng lắm, họ mới được tiếp kiến các đại thần trong hậu cung nếu như có việc khẩn cấp, nhưng cũng phải thiết lập nghi lễ đúng mức, có cung nữ, thị vệ đứng hầu công khai chứ không được lén lút. Võ Chiêu Nghi và Cao Tông đã phá lệ này để chứng tỏ họ hết sức quan tâm tới Trưởng Tôn Vô Kỵ. Cao Tông và Võ Chiêu Nghi còn nói chuyện lần lữa mãi cho đến chiều tối, bắt buộc Vô Kỵ phải mở yến chiêu đãi. Đó cũng là kế sách mà Võ Chiêu Nghi bày ra.
mong rằng nhờ vậy sẽ làm không khí căng thẳng giữa bà ta và các đại thần phản đối bớt gay gắt. Yến tiệc kéo dài đến khá khuya. Khi thấy mọi người đều ngà ngà say, Võ Chiêu Nghi mới khôn khéo đưa ra lời ướm thử. Hôm nay thật là vui, nhưng mà ta chỉ tiếc rằng là đã có mời Vương Hoàng hậu cùng theo nhưng bị từ chối. Vua tôi hòa đồng là việc hoan hỷ, đáng ra là thân phận hoàng hậu cũng phải giúp dập thánh thượng một tay mới đúng ạ. Cao Tông cũng thêm vào. Có lẽ hoàng hậu cho rằng thân phận cao quý không thể lâm hạ đến nhà thần tử hay chăng? Trưởng thôn Vô Kỵ Khanh đây là bậc đại thần tiên triều, được cả tiên đế ủy thác chăm sóc cho chính sự lẫn sự ổn định của hậu cung. Đáng ra Vương Hoàng hậu phải đến cảm tạ trưởng tôn Khanh mới đúng lễ. Giả dĩ Khanh lại là thúc phụ thì càng phải chú ý đến nhiều hơn. Trưởng tôn Vô Kỵ vội đứng dậy cúi đầu thưa. Thánh thượng quá yêu bệ hạ nên mới nói vậy. Vương Hoàng hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, không thể đến nhà bất cứ ai mà không có chuyện quan trọng. Vì vậy, theo hạ thần thì không nên đặt vấn đề quá nặng nề, mà mất đi tình cảm thuận thảo bấy lâu nay. Nhân cơ hội ấy, Cao Tông lấy hết can đảm, nhắc lại việc muốn phế truất Vương Hoàng hậu. Lần này, trưởng tôn Vô Kỵ không tiện nói thẳng, nên cứ ậm ừ cho qua, không tỏ ý bằng lòng hay phản đối. Thế là Cao Tông và Võ Chiêu Nghi đành phải ra về, không đạt được mục đích chính. Ngay khi về tới hoàng cung, Võ Chiêu Nghi nói với Cao Tông: "Theo thần thiếp nhận xét thì cuộc thăm viếng ngày hôm nay đã có bước đầu tiến triển. Thần thiếp thấy tuy quan tể tướng địa vị cao sang nhưng mà gia sản khá tầm thường, phủ đệ soàng xĩnh, chắc là lương bổng chỉ tạm đủ qua ngày. Nay nếu bệ hạ lấy cớ ban thưởng cho công thần giúp ông ta một số vàng ngọc thì có lẽ tâm tình sẽ rộng rãi hơn chăng?" Theo suy nghĩ của Võ Chiêu Nghi thì bất cứ việc gì trên đời cũng có thể mua bằng tiền bạc. Có việc mua bằng ít tiền, nhưng có việc phải mua bằng thật nhiều tiền, đó là trường hợp của trưởng tôn Vô Kỵ. Lẽ dĩ nhiên Cao Tông bằng lòng ngay. Hôm sau hạ chiếu ban thưởng cho Vô Kỵ 10 xe vàng bạc lụa là. Trưởng thôn Vô Kỵ nhận lấy nhưng chỉ chọn vài tấm lụa tượng trưng, còn lại bao nhiêu gửi trả lại kèm một sớ tấu, cho rằng hiện giờ nhân dân vẫn chưa khôi phục lại sự thịnh vượng sau nhiều năm chiến tranh. Vì thế số vàng ngọc ấy không nên phung phí, lương bổng của chức tể tướng cũng đã đầy đủ hơn người rồi. Chưa chịu thua, Võ Chiêu Nghi còn nhiều lần sai người mang vàng bạc đến thuyết phục, có lần nhờ cả mẫu thân là Dương Thị nữa. Tiếc rằng trưởng thôn Vô Kỵ tính tình cứng cỏi, sinh hoạt thanh liêm, nên coi vàng bạc châu báu như của ngoại thân, nhất định từ chối. Bà ta không vì sự việc này mà buồn sầu, bởi đã nhận ra yếu điểm của trưởng thôn Vô Kỵ. Ông ta vẫn có thể bị lung lạc nếu như bây giờ có số đông đại thần cùng ý kiến muốn phế truất Vương Hoàng hậu, thì ông ta chắc chắn không muốn đối đầu. Do vậy, bắt đầu từ đó, Võ Chiêu Nghi ra sức tung tiền bạc đút lót cho bọn nịnh thần. Tất nhiên, bọn này ăn cơm của chúa phải múa tối ngày. Lập tức tranh nhau dâng sớ lên Cao Tông. Đại khái khá nhiều sớ tấu nhắm vào yếu điểm của Vương Hoàng hậu là không có con nối dõi. Chỉ cần dựa vào đại tội vô hậu là đã đủ để cho hoàng đế phế truất rồi. Trong hầu hết các sớ đều viết theo một luận điệu như sau: nước một ngày không thể không có vua, hậu cung một ngày không có chính cung hoàng hậu thì khó tránh khỏi náo động. Xin hoàng thượng mau mau nghĩ đến quốc dân, giúp dân tâm yên lòng. Chúng thần không thể yên tâm nếu như hoàng thượng chưa đưa ra quyết định kịp thời. Tất cả những sớ tấu đều không nhắc đến họ tên, nhưng ai cũng biết rõ ràng chỉ còn duy nhất Võ Chiêu Nghi xứng đáng lên ngôi hoàng hậu để ổn định dân tình mà thôi. Đồng thời việc ban phát chức tước bổng lộc cho các đại thần cũng được Cao Tông tiến hành rộng rãi. Đương nhiên những vị đại thần hưởng ơn mưa móc ấy đều do Võ Chiêu Nghi ấn định.
hoàng đế triều Đại Đường bắt đầu trở thành con cờ cho Võ Chiêu Nghi sai sử. Trong số các đại thần, Võ Chiêu Nghi nhắm đến Lý Tích nhiều nhất nên ông ta được đặc cách phong lên làm quốc công. Điều này không phải thừa thãi bởi vì Võ Chiêu Nghi biết rằng trong lễ tấn phong hoàng hậu bao giờ cũng phải có một vị quốc công đứng ra tiến hành. Trưởng Tôn Vô Kỵ là quốc công, nhưng nếu bắt buộc ông ta đứng ra sẽ gây phiền phức. Ông ta rất khó ăn, khó nói với đồng liêu bởi vì từ trước đến nay vẫn chủ trương phản đối việc phế lập hoàng hậu. Vàng bạc tung ra bao nhiêu thì lượng tấu sớ thúc giục Cao Tông thay đổi ngôi hoàng hậu khẩn thiết bấy nhiêu. Thấy đã đủ, Cao Tông liền thiết triều bàn đến việc phế bỏ ngôi vị của vương hoàng hậu, tôn lập Võ Chiêu Nghi lên thay thế. Cao Tông khôn khéo không hỏi Trưởng Tôn Vô Kỵ mà gọi quốc công đại thần Lý Tích ra hỏi ngay vào vấn đề, không cần úp mở nữa. Lý Tích vẫn thản nhiên trả lời như trước, đây là việc gia đình của bệ hạ. Bệ hạ muốn thay đổi như thế nào tùy ý, kẻ bầy tôi đâu thể dị nghị hay bàn cãi được. Cao Tông từ một ông vua nhu nhược, tôn trọng quần thần, bị Võ Chiêu Nghi huấn luyện trở thành một độc đoán, u mê. Nghe Lý Tích tâu xong, chẳng thèm hỏi ý kiến đại thần nào nữa, hoan hỷ phán. Trẫm đọc sách Thánh Hiền, thấy nói rằng, trong các tội bất hiếu thì nặng nhất là không có con. Vương Hoàng hậu đã nhiều năm không sinh nở, thì đó là số trời không cho ngồi ở ngôi vị mẫu nghi thiên hạ nữa. Còn Võ Chiêu Nghi để lại cho họ Lý của trẫm hai đứa con trai nối dõi, rất xứng đáng được tôn phong làm hoàng hậu. Trẫm đã quyết như vậy, các khanh không nên nhiều lời vô ích. Thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ cúi đầu đứng im, Cao Tông lại càng mừng hơn, lập tức truyền văn phòng tứ bảo viết chiếu sách lập hoàng hậu. Thật ra chiếu thư đã được soạn sẵn từ lâu. Trong chiếu thư có đoạn viết, họ Võ có công lao giúp tiên đế lập quốc, tước lộc hơn người, không ai không biết. Này họ Võ lại đưa con gái vào cung hầu hạ thiên tử. Trải qua nhiều năm cai quản hậu cung, nghiêm chỉnh ôn nhu, người người cảm phục, xứng đáng được thăng lên làm chính cung hoàng hậu. Sở dĩ thiên đế ban Võ Thị cho trẫm là muốn theo gương nhà Hán khi xưa, lập vương chính quân làm hoàng hậu. Nhờ vậy nhà Đường mới được người nối dõi, mãi mãi bền lâu. Cao Tông muốn nhắc tới sự tích khi nguyên đế triều Hán còn làm thái tử. Tuyên đế thấy con buồn bã vì ái thiếp là Tư Mã Lương Đệ chết yểu, nên chọn cho số phi tần một mỹ nhân là vương chính quân ban cho. Sau khi lên nối ngôi, vương chính quân có Hoàng Nam được phong làm hoàng hậu. Nhờ vậy sau này con của hai người lên nối ngôi, tức là thành đế, giữ vững giang sơn gấm vóc. Ý của Cao Tông muốn nhắc sự việc vương chính quân để cố biện minh cho việc loạn luân của mình, cho là người xưa cũng lấy phi tần của phụ hoàng thì có sao đâu. Tan chầu rồi, Trưởng Tôn Vô Kỵ về phủ giữ im lặng không nói gì. Bởi Cao Tông khôn ngoan, chỉ nhắc đến việc tấn phong Võ Chiêu Nghi lên làm hoàng hậu, chứ không đề cập đến việc sẽ hạ bệ vương hoàng hậu như thế nào. Ông hy vọng rằng hoàng đế sẽ đạt được ước muốn của mình, rồi sẽ đối xử tốt với người vợ đã bao năm chung sống. Thí dụ như cho lập một cung riêng ở quê nhà sinh sống cho đến hết đời. Tiếc rằng Trưởng Thôn Vô Kỵ đã sai lầm khi không nhìn ra tham vọng điên cuồng của mỹ nhân tên là Võ Chiếu. Bà ta sẽ chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng bước, ngôi vị hoàng hậu chỉ là mục đích đầu tiên trong nhiều mục đích còn ghê gớm hơn nhiều. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc tiểu thuyết Võ Tắc Thiên.